Dạ vâng. Cao Phong xin mến chào các bác và toàn thể anh em. Các bác đang lắng nghe tiếng súp nó cắt rất là hay. Ngoánh rất là gọn, sâu, tiếng chắc tiếng và đánh rất là uy lực. Em đang test tiếng súp từ một con đẩy một kênh hàng bãi xịn. Con này có mã là Linchen Audio. Chạy với công suất là 28 sò. Các bác biết là công suất của nó khỏe như nào. Và đây là hàng bãi xịn tuyển chọn, đẹp xuất sắc. Máy móc của nó zin nguyên bản 100%. Và máy của nó còn cực kỳ là đẹp. Nên là người ta gọi là tiền nào của nấy, không bao giờ sai. Các bác mua những đôi loa cùng là hàng bãi, cùng là một mã, nhưng nó có thể chênh nhau một vài triệu đồng là hết sức bình thường. Có những đôi loa cùng mã như nhau nhưng nó có thể chênh nhau 5-7 triệu. Kể cả đẩy thế, nó có thể những con đẩy nó chênh nhau 500-700, thậm chí 1-2 triệu là hết sức bình thường. Bởi vì hàng tuyển giá nó khác, và nếu như hàng qua sửa chữa chạy lỗi giá nó sẽ khác. Đó là cái điều chắc chắn, tiền nào của đấy. Thì hôm nay mình sẽ lên sóng cho bác những con đẩy này cực kỳ đẹp. Nên tâm lý em để ý, các bác mua hàng bao giờ các bác chỉ câu trước câu sau là các bác sẽ có một cái câu dặn là chọn cho tôi con đẹp, máy zin, test kỹ cho tôi. Đấy là cái điều bác mong muốn, và kể cả chúng em đi mua, chúng em cũng đặt tâm lý vào những người mua, chúng em cũng mong như thế. Nên là tâm lý ai cũng thế thôi, muốn hàng đẹp, muốn hàng xịn thì giá nó phải cao một chút, đó là điều chắc chắn. Còn ngon bổ rẻ thì nó rất là khó, ngon bổ rẻ nó rất là khó. Nên khi các bác để ý nhé, những hàng mới cùng một loại nhưng mà là hàng mới nguyên hộp thì mỗi nơi đã bán một giá khác nhau rồi, không bao giờ giống, không bao giờ cùng giá. Thế nói là hàng bãi thì nó là điều chắc chắn, nó có thể chênh nhau 500-700, 1-2 triệu là hết sức bình thường. Kể cả những đôi loa các bác biết, cũng những đôi loa JB hoặc những đôi loa đắt tiền có giá nhiều tiền ấy, nó có thể chênh nhau 5-7 triệu. Đó là điều bình thường, đẹp giá nó khác, zin giá nó khác. Đấy, nên là khi các bác mua hàng thì các bác đừng quá quan trọng quá về giá, bởi vì là tiền nào của đấy, ngon bổ rẻ thì không bao giờ có. Nên hôm nay lên sóng cho bác con này thì nó cực kỳ đẹp. Mã của nó là Linchen Audio và size của nó là size đại, tức là nó bằng form với tất cả các đẩy các bác đang chơi. Nhưng khi các bác đẩy bày và dàn máy là nó sẽ đẹp bằng form, đẹp mặt phay nhôm. Đấy, hai đèn báo này, một đèn báo nguồn, một đèn báo single này, công tắc bật nguồn, volume to nhỏ này. Con này nó cũng nút cắt chỉnh cắt cốt ở phía đằng sau, và núm nó dài nên các bác có thể chỉnh vặn bằng tay được. Lát nó quay về phía sau. Mặt của nó mặt phay nhôm rất là đẹp nhá. Hoạt động hoàn hảo, máy zin nguyên bản 100%. Bây giờ mình nhấc cái nắp này cho các bác thấy là khi các bác bỏ tiền ra thì tiền nào của nấy, không bao giờ nó sai. Đây các bác nhìn nhá. Đầu tiên em giảm âm lượng lên một chút, đánh tức ngực rồi. Nguồn đồng nhá, mà nó còn nguyên cả tem. Nên khi các bác mua hàng, kể cả cái nguồn này, ví dụ vào những con đẩy mà người ta thay nguồn vào là nguồn nhôm mà, thì em khẳng định các bác nó đã rẻ đi rất là nhiều rồi. Đấy, nhiều con nó đánh nó chết ví dụ thế, hay là dàn tụ này chỉ cần thay một quả tụ thôi nó đã giá nó khác đi hoàn toàn, giá nó khác đi rất là nhiều. Hoặc là tụ nó xấu, tụ nó lồi, đít nó lồi như cái nón thì giá nó đã khác rồi. Đấy, rất là nhiều cái vấn đề để nó khác. Hoặc là mên vỉ này các bác nhé, đây các bác nhìn này, mên vỉ của những con này nó đẹp như này, các bác nhìn này, nó đẹp mới cứng luôn. Tất cả con ốc, có nhìn con ốc này nó còn vàng óng luôn này. Đấy, vàng óng luôn này. Các cái mối hàn này nó còn sáng choang luôn này. Đấy, linh kiện nó sáng choang luôn này. Nên có bác mua hàng bãi thì các bác đừng so sánh giá là đúng, bởi vì là tiền nào của đấy. Có nhìn những con đẩy nó đẹp như này, máy nó đẹp như này, toàn bộ dây nó bọc chống nhiễu hết. Con này nó chạy 4 vế này, 1 vế, 2 vế, 3 vế, 4 vế, nó chập vào nhau như này để nó gọn, bởi vì nó không còn diện tích nữa, nó chạy quá nhiều sò. Nó chạy 4 vế, mỗi vế là 7 con, 7 sò lớn, có như 7 sò mà 4, 7, 2, 8, 28 sò lớn. Đây các bác nhìn này, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, đủ 7 con. 7 con 1 vế mà nhân với 4, 1 vế này, 2 vế này, 3 vế, 4 vế. Đáng là để 4 vế tách ra thì nhìn rất là khủng. Và cái vỉ mạch của nó này to này, nó rất to từ bên này, mà nó to sang đến bên này. Cái vỉ của nó này, linh kiện của nó rất là nhiều. Và linh kiện của nó cực kỳ đẹp. Đây các bác nhìn em quay kỹ nhé. Kể cả cái quạt gió này nó còn zin, chạy rất là êm. Có nghĩa là nó hoàn hảo 100%. Nên là các bác mua thì không bao giờ các bác sẽ hớ khi các bác mua những con đẩy mà nó gọi là đắt sắt ra miếng, tiền nào của đấy mà. Đấy, các bác nhìn này, tụ một dàn tụ 12 quả, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 12 quả tụ zin mà nó còn phẳng đét luôn. Đấy, đẹp xuất sắc, nguồn đồng, nguyên tem, chạy 28 sò, 28 sò. Bình thường những con đẩy các bác tiếp xúc trên thị trường nó chỉ có 10 đến 12 sò. Đấy, mà đây nó chạy đến 28 sò thì các bác biết là nó khủng như nào. Và máy móc của nó đẹp long lanh, cái vỉ máy, vỉ mạch của nó rất là to nhá. Các bác nhìn này, nó bên dưới này nó to rộng ngang cho đến bên này, có nghĩa đẩy máy này
Đấy, bình thường những con đẩy khác nó chỉ được một miếng nhỏ nhỏ thôi, nhưng con này có nhìn vỉ của nó này, các cái chân ốc này có nhìn nó gọi sáng choang vàng ươm luôn, các cái linh kiện của nó này cực kỳ mới sáng này. Đấy, nên các bác mua thì nó phải những con này thì nó mới yên tâm, các bác cứ dùng 10 15 năm nữa nó vẫn yên tâm, vẫn hoàn toàn hoạt động bình thường. Thế các bác tham rẻ, các bác mua những con đẩy các bác chạy được 3 7 21 ngày bắt đầu nó lỗi, nó hỏng, nó cháy, nó chập, nó chết. Đấy, nó đủ thứ. Nên là các bác mua thì các bác phải lưu ý. Đấy, đừng quá nặng nề về giá, bởi vì là ngon bổ thì không bao giờ có rẻ các bác nhé. Đấy. Các bác nhìn này, phía sau của nó rất là đẹp. Đây các bác nhìn, đường da súp bằng ren xoáy kẹp và cả giáp niêu chích này. Đây là nút chỉnh cắt tần số này. Các bác thò tay đây nó dài nhé các bác nhá, không phải dùng tô vít mà có nút nó dài thì phía đằng sau các bác thò tay vặn được. Và các bác muốn cắt súp từ vang thì các bác gạt cái công tắc này sang bên này. Con này nó có hai chế độ, một cắt súp trực tiếp từ con này và một chức năng là cắt súp từ vang. Đấy, thì các bác có thể cắm dây từ vang vào đây. Đấy, tùy nhu cầu các bác, số series này. Đấy, cũng phải nói là cực kỳ đẳng cấp luôn. Quay kỹ lại cái máy của nó này, nó zin có nghĩa là zin nguyên bản 100%, zin từng con ốc, zin từng mối hàn. Và nó đẹp leng keng luôn. Đấy, nên là các bác phải hiểu là tiền nào thì vải đó. Này, đẹp không? Quá đẹp. Đấy, các bác nhìn những cái chân ốc của nó này, sáng choang luôn. Này, chân ốc này, nguyên cả dấu ấu QC. Đấy, quá đẹp, quá mới đúng không ạ? 4 vỉ, mỗi vế này là 7 con mà 4728. Đấy, cực kỳ gấu. Con này oánh thì mọi loại súp luôn mà nó cắt súp rất là hay. Bản full mà bản cao cấp để các bác chơi. Bác nào muốn chơi hàng xịn thì liên hệ với em, 12 quả tụ phẳng đét. Đấy, chỉ cần thay 1 2 quả tụ thôi. Nên nó rẻ đi bao nhiêu rồi, nó mất zin rồi. Đấy, mất zin mà nó rẻ đi bao nhiêu rồi. Hay cái nguồn này mà thay nguồn đồng mà thành nguồn nhôm mà thôi, nó rẻ rồi. Vì mạch sửa chữa nhiều lần nó sẽ rẻ thôi. Đấy, đấy là điều chắc chắn rồi. Nên là tiền nào của đấy mà, không bao giờ sai. Đấy, bác mua con này thì bác dùng thì em khẳng định bác là mỹ mãn luôn. Đấy, bác nào có nhu cầu liên hệ với em nhá. Số điện thoại 0772260096. Đấy, xin cảm ơn các bác và toàn thể anh em. Quá đẹp, xuất sắc, có nghĩa là máy móc của nó em quay kỹ lại một lần nữa này, linh kiện của nó sáng choang, linh kiện nó gọi là cực kỳ đẹp. Đấy, các bác dùng những con đẩy mà nó quá cũ rồi, linh kiện nó suy hao rồi, các bác dùng 3721 ngày nó nổ đốp, nó đẹp chỗ nó đốp chỗ kia. Đấy, nó sẽ hỏng chập cháy đủ kiểu, chạy thì chập chờn, nay hỏng mai lỗi, ví dụ thế. Nhưng là các bác nào mua cũng muốn cho vào tủ hay là cứ thế sử dụng hết năm này sang năm khác, chả ai muốn bê ra bê vào cả, mệt người, mất tiền, mất việc, đúng không ạ? Nên là mua những con đẹp nó đắt một tí nhưng mà dùng yên tâm. Một lần nữa xin cảm ơn các bác và anh em. Các bác có nhu cầu liên hệ với em sở hữu những con đẩy này thì cực kỳ yên tâm.